Tử Cấm Thành nằm ở trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc, rộng tới 700.000 m2 và có đến 800 cung điện lớn, nhỏ khác nhau. Mặc dù rộng lớn như vậy nhưng Tử Cấm Thành lại không có bóng dáng của cây xanh. Có nhiều nguyên nhân cho vấn đề này. 1. Đảm bảo sự uy nghiêm của Hoàng đế. Nhìn từ xa nếu như vương triều có quá nhiều cây xanh, thì sự tôn nghiêm của cung điện cũng giảm đi vài phần. Nhiều người cho rằng cây xanh sẽ làm phân tán sự chú ý của người nhìn, khiến họ không thấy được sự nguy nga, tráng lệ và tôn nghiêm của một triều đại. Thực chất, trong Tử Cấm Thành chỉ có vườn Thượng Uyển là nơi có nhiều cây xanh. Còn lại những nơi khác đều bị cấm trồng cây. 2. Đề phòng hỏa hoạn xảy ra. Các cung ở Tử Cấm Thành đều được xây dựng từ các loại gỗ quý, hiếm, nếu như có cháy sẽ gây thiệt hại nặng nề. Bắc Kinh cũng là vùng đất có độ ẩm khá thấp, trong mùa đông dễ xảy ra tình trạng cháy. Vì thế, từ thời xa xưa, Tử Cấm Thành đã không có bóng cây xanh để hạn chế tối đa việc cháy nổ. 3. Đề phòng kẻ gian. Nếu như trong Tử Cấm Thành được trồng nhiều cây, chắc chắn kẻ gian, thích khách sẽ dễ bề lợi dụng và đạt được mục đích. Vào năm Gia Khánh thứ 18, một toán thích khách đã đột nhập vào Tử Cấm Thành và tiến sát cung vua Gia Khánh triều nhà Thanh. Vì vậy, ông cho chặt toàn bộ cây ở đại điện từ lúc bấy giờ. 4. Quan niệm phong thủy. Từ thời nhà Thanh, nhiều người đã quan niệm rằng cây xanh, hành mộc sẽ tương khắc với khu vực sảnh, hành thổ. Chính vì sự đối nghịch này nên triều đại nhà Thanh không khuyến khích trồng cây ở các cung cũng như các đại điện. Từ lâu nay, cây xanh được cho là thứ tối kỵ, có nghĩa không mấy tốt đẹp nên dường như không được trồng ở cố cung nguy nga và tôn nghiêm.